Xin chào quý anh thân mến, hiện tại thì em cái với Bí Thư Gia đang con đường đi vào nhà của hai bố con ấy, em Gia. Hôm nay hai anh em mình vào đây cũng về thông báo cho hai bố con em Gia có một cái tin rất là vui, được cái cô Nguyễn Thúy Hà, cô đã gửi là 2.3 triệu đến cho hai bố con lại tiếp tục làm nhà. Lúc nữa mình đi vào đấy sẽ cộng thêm vào cái khoản quý cú trước kia thì cũng có tổng là hơn 40 mấy triệu, nhưng mà do đi viện này mình cứ trích ra để mua thuốc thang cho con. Lát nữa em cái sẽ tổng vào cộng lại nhé. Để mình đi vào nhà để đâu rồi. Ô hừ, chào cô. Cô đang ở nhà phải không? Đang chơi lỏng à? Lo chuyện với thế gì quá chị ạ? Đang một tô tết ủa. Đi làm đi thuê phát cỏ á? Nghe tôi tết là tết ủa. Đi thuê phát cỏ nương à? Nghe tôi tết ủa. Ông bảo bảo bố thế? Bố bố thế? Ông bảo ta. Muốn đâu lại muốn đâu lý? Muốn đâu? Sáng nay thì muộn rồi giờ chưa về. Hai bố con đi từ sáng rồi bảo là đi phát cỏ thuê. Thế bố bố hậu hả lo? Bố hậu. Ôi chắc là thế anh em mình cũng đi xuống xem nào. Tôi nói khế kế hả? Anh em mình sẽ đi xuống mẹ em già bảo là đi phát cỏ thuê tích bên dưới khe đấy. Cỏ cho kè từ mùa? Đi đi đường nào cô? Mùa hết mùa mất thằng nữa. Cỏ cho này mùn ta. Mùn ta nó. Chắc là vẫn đi qua cái chỗ cháu trả cũng hay đi lấy cỏ hay đi làm việc. Mình đi xuống đấy xem nào. Thế cả hai bố con đi. Gặp mùn gặp bấn đi mò mò. Lý khó lỏ. À thế là hai bố con cũng lấy ít cơm đi. Chắc không về ăn trưa anh ạ. Chắc mình làm đi phát triển như làm thuê thế này mình phải đi cả ngày thôi. Đúng rồi. Đi làm xong mình mới về. Cái này chắc khoán rồi. Vâng, mẹ em già bảo là đi sớm. Hai bố con em già đi từ sáng sớm rồi ấy. Đi cả con đi. Thì các bác ạ, cũng muộn này thì mình có con nhỏ giống như em già thì mình cũng không thể đi làm xa được. Thật sự là mình cũng chỉ đi tìm công việc lung quanh đấy thôi. Nếu mà hàng xóm ai thuê cái gì được một hai tức là vần vài chục đồng thì mình cũng làm thôi nhỉ. Vâng. Trước thì anh cũng có vào đây thấy hai bố con em già cũng bảo về nhặt cỏ thuê họ ở trên rau lan ấy. Vâng. Mình cứ nhặt một cái chỗ nó rộng tầm một cái nền nhà thì tầm 20 mấy nghìn ấy. Đấy thì em cái hai anh em mình đến nhà mẹ của em già ấy thì mẹ em già bảo là hai bố con cũng đi từ sắm sớm rồi đi qua đường này đi xuống dưới. Thôi anh em mình cứ đi vào đấy. Vâng. Đi tìm chắc là thấy làm bên dưới ở đâu nhỉ. Vâng. Ở đây trước kia cháu trà cũng hay cắt cỏ bên dưới này. Bên dưới này cũng có cỏ danh của chú là cỏ rừng ấy. Trước đường này là anh đi qua một lần rồi anh? Anh chưa, anh chưa đi qua nhưng mà cái đường này bà con nó kiểu như là xe máy đi vào nương chở ngô ấy. Đường này đi xe được á? Xe máy con đi được, nhưng mà phải sửa cơ. Vâng ạ. Ví dụ là mùa mưa thì mình đi thì một cái đằng dốc ấy, bên trên cũng khó. Vâng ạ. Mà đá ở đây cũng gập gành, kiểu như là tay lái cũng lượn nữa. Tay lái cũng lượn thì đi cái chỗ này toàn là vực, khe đá các kiểu cũng khó lắm. Vâng. Tự nhiên là cái sự như thế này. Bởi vì cũng khó. Ở trên này nói chung là anh em ở trên này nó đi tay quen ấy. Thành thạo đường ấy. Đường thì cũng là đi kiểu đi được quen đường rồi. Vâng. Đây bà con đây nếu mà người dài thì có thể thu gom chất động là thành đóng thế này thì đi dài nhỉ. Vâng. Mấy năm trước thì anh vẫn làm nhưng mà mấy năm nay không làm rồi. Vâng. Mấy năm nay mình cũng như không có lợi ấy, mình không chặt cái cây ngô để chúng con chứ. Vâng. Cái này dành cho đun nấu cắm ấy. Cắm nước. Đi đâu nhỉ? Đi xa thế. Bây giờ mình đi được từng 20 phút đấy mà. Đây trên kia đẹp chưa anh? Bên dưới này bờ toàn là ruộng bậc than. Bà con đang bị gạt nhé. Vâng. Bên dưới tỉnh bên dưới họ đang gạt ruộng. Vâng, nhìn đẹp nhỉ. Đâu đi đâu rồi? Quý đi đường nào? Quý là ở đây cũng có hai con đường, mình đi qua đường nào thì mình đi dài nhỉ? Đường ở dưới này là không có ngô rồi hay mình cứ đi thẳng đường lần sau? Đường này. Đường nghe mẹ em già bảo là qua cái ở dưới chân đồ xuống cứ là những cái đi mình chọn. Vâng. Đi đường nào, đường trên hay đường dưới? Chú tính là đi đường nào nên mới tìm được hai bố con em già nhỉ? Em không biết đâu. Cái này thì thôi mình đi đường trên đi. Cứ đi đường trên chân đồ xong mình đấy. Ngó xuống nhỉ? Nhìn xuống này. Để thế đi. Chắc là anh em mình tính là mình cứ đi lên trên này xong rồi nhìn xuống xem có thấy hai bố con em già đang làm đâu. Vì ở bên dưới này em cái thế không có làm nương ấy. Không có ăn nương ấy thì nên là về xuống đây phát cỏ nương chứ làm rồi. Nhưng mà có số như thế ngon nhỉ anh nhỉ? Đây người ta trồng cấy ruộng, người trồng ruộng nhiều.
Ở đây mình làm ruộng thế này thì có khu bên năm ba họ làm được 2 vụ đấy. Bên bên Niên Sơn đấy. Bên Niên Sơn bên Tòng ấy. Vâng. Tức là ở bên bản Tòng. Cái khu đấy thì họ còn làm được 2 vụ giống như là trồng ngô. Vâng. Thì cái đi xuống dưới bên dưới cũng có lượng rồi. Sao đi phát cọc đường đâu đi. Không biết mà. Bác cứ ở dưới này cũng là trò người Mông, còn người Dao thì thích ở bên trên kia, nhưng mà họ vẫn vào làm ruộng nương giấy ở bên dưới này. Đấy. Đi qua đường nào thì đây cũng có nhiều đường rồi. Đường anh nào? Đi đường trong này em đi đường vào đây này, em ngó ở đây. Hai anh đợi em một cái. Để em đi tìm xem nào. Nào ơi, ngồi đây rồi anh. Đâu? Qua đường anh. Đi qua đường này á? Vâng. À, đường này à? Chứ sao về làm xa thế? Nếu mà đi là cống cả con vào là về làm xa thế này. Con chả khóc à. Ủa? Đi đâu rồi? Đâu rồi? Đi ra làm ở đâu? Ra ơi! Làm nương ở đâu ấy? Ủa? Các bạn đi đường cỏ rậm thế này. À, chào em. Vào làm ở đây á? Ồ, sao hai bố con về dọn mình làm xa thế? Ô, cái chỗ này họ chả phun thuốc gì cỏ hết à? Đây, của bác ạ, bây giờ cái chỗ này con em để đâu? Chắc là hai bố con em ra. Ồ, thế bảo là con đang ở dưới, mình đi xuống thế nào? Xuống dưới. Vâng. Ồ, hai bố con. Ồ, đây, cho con ngủ ở đây à? Vâng. Đây này. Cô bác ạ, em già đang cho con ủ ôi. Em đi con về đi làm nương ấy, nương giấy thì mình có phải lấy cái chiếu ở cái bao tải gì chứ. Ô đây lấy cả cơm vào này. À cũng mang cơm đấy nhỉ. Vâng. Cô bác ạ, bây giờ hai bố con này đi vào làm nương đến đây xong thì còn cống cả con vào. Chưa ăn cơm mà già. Chưa. Ôi, về làm từ sáng sớm phải không? Em phải dọn dẹp cho con từ rồi. Là bên kia hết chỗ này. À tức là vẫn nhạt từ bên kia về đấy à? Rồi. Cái chỗ nào mà kiểu như mình gon họ phu thuốc nó diệt cỏ kiểu chưa chết thì mình cứ nhạt lại phải không? Vâng. À. Thôi em vào đây xong thì hôm nay hai anh em mình vào thì cũng muốn thông báo cho em một cái tin rất là vui ấy. Vâng. Yeah. Bác vào đi đi, thế hai bố con em ra. Vâng. Thế cái chỗ này mình làm nương này của nhà mình hay là của họ nhỉ? Để phải dài cái này em, con nhà họ đi. À, đây là mình làm thuê hay là họ nhờ mình làm? Em ngồi đây. Họ thuê em không có tiền thì họ cho 3 cân gạo cho em. Tức là mình làm mình cứ nhặt dọn đấy, có cỏ này thì họ cho tầm 3 cân gạo đấy. Vâng. Ôi, nhưng mà gạo hôm trước anh mua vào cho hai bố con em ăn hết rồi. Nhưng mà còn một ý ở trên nhà nhưng mà em sợ hết thì em phải đi làm nữa. Tức là gạo thì anh em mình mua vào vẫn còn nhưng mà em già cũng sợ nhưng mà mình ăn hết đi. Mình cứ đi kiếm thêm, kiểu như là đi làm hay là ai thuê vừa giá thì cứ làm. Vâng. Làm mà thế con dao không được để anh thấy. Đưa vào đi. Thế này. Hôm nay lấy con nào ngủ rồi. Em này lúc nào anh bảo em đưa con đi làm ấy thì phải có cái chiếu là cú hoặc là cái bìa gì ấy, bìa cắt tông gì ấy. Mình phải lấy cái đầu con thước ấy là rẩy ra kiểu như cái rẩy bên dưới đất ấy để cho con ngủ chứ, cho con ngủ. Thế này em không sợ cái gai này, cái con kiến dán rết nào mà cán vào ngừa con à? Đổ mú cho con nữa. Đó, đi làm phải đổ cái mú chứ, có cái nón nào không cho con đổ vào đây này. Cô bác ạ, bây giờ nóng thực lắm. Sự là bà con đi cũng thành thú quên rồi nhá. Thế em quay phi đây, mình có cái ô này, chắc là lấy cái ô trên nắng tí này. Đây, anh bảo em này. Đi làm đâu mình, em có cái ô nào không? Lấy cái ô chứ phải không? Em cũng nào có trời nắng thì mình có thể che đây này, cho con đấy này. Đây, bí thư già lên đây. Bé cháu tí này. Vâng. Dạ. Đây. Mình đấy, đổ lên thế này cho đỡ phải nắng nóng chứ bây giờ. Đây là cô bác ạ. Em già, hôm nay thì hai anh em mình vào thì cũng muốn thông báo một cái tin vui cho hai bố con em ấy. Được cái cô Nguyễn Thúy Hà, cô cũng đã gửi 2 triệu 300 cho hai bố con em là quý làm nhà.
Thì hôm nay thì anh cũng vào đây, anh tiện cũng thông báo tin vui đấy cho hai bố con em ấy. Muốn cộng lại cái quý cú. Ừ, trước kia cái quý cú của hai bố con em thì cái đợt em đưa con đi ra viện đi khám ấy, mua thuốc than này, hoặc là anh mua thuốc vào cũng trừ đi rồi, bây giờ còn 41.300.000. Cộng thêm 2.300.000 của cô Nguyễn Thúy Hà nữa thì cũng được 43.600.000 nhé cô bác ạ. Tỷ tổng hiện tại cái quý của hai bố con em làm nhà thì cũng được 43.600.000 rồi. Đây cũng thông báo cái tin vui đấy cho hai bố con. Lúc em cái em già mình đến đấy thì tôi đấy đến chị nhà thì cũng bí thư già đang hỏi mẹ em già thì bảo là hai bố con đi từ sáng sớm thôi, đi làm phát cỏ nương thuê. Mẹ em nó thế thôi, chắc mẹ em thế lúc mà em già cũng cả con đi làm thì mẹ thế hai bố con em già đi qua đây rồi. Lúc nãy hai anh em mình đi qua đây con ăn gì chưa? Xuống đây đi cũng được 30 phút nha các bác ạ. Thế hai bố con ăn cơm chưa? Chưa ăn á? Ủa giờ này cũng muộn rồi mà. Em cũng đói gì thôi nhưng mà con đói. Đây này. Trẻ con thì đưa đi vào nương thì hay nghịch lắm cô bác ạ. Thì bây giờ mình nào? Em cái xem lấy có cái gì cứ, giờ này chưa muộn rồi thì cứ lấy vào ăn cơm đi. Thế này mình ăn cháo cho con à? Em không nấu. Không nấu à? Đi nương thì mình ăn như thế nào chỉ con ăn thế đấy thôi. Giờ hết rồi. Đấy nha cô bác ạ, thực sự là hai bố con với gà chống nuôi con cũng rất là khổ về cái cạnh mà bây giờ mình dù đi tìm được cái công việc kiểu như họ thuê cái gì cho mình làm ấy, vẫn phải đi bà con đi làm, không có ai trông cháu nữa. Thế bây giờ không mẹ chắc hôm nay cũng bận đi làm đâu, xong rồi cũng nhờ mẹ trông con hộ. Mẹ không trông mẹ mà mẹ đang bận. Mẹ đang bận đang bận đấy à? Lúc đấy anh vào thấy mẹ ở nhà mà. Lúc đấy à, tức là sáng nay mình đi làm sớm phải không? À, mang thêm đi. Có mấy cơm với quả, mấy quả ớt như thế này thôi. À, có không lấy canh gì hết à? Không lấy. Có một chai nước lòng nữa thôi. Ôi giời ơi, khổ lắm. Cô bác ạ, thế con là kiểu nào? Thế bây giờ bé nào vào đây? Bác bé nào? Đang đó sao? Em cứ đi làm cho miếng nước vào xong cho con ăn trước đã. Thì bát đây. À đây đây, con đang bảo nó lên pe thì đã đang cơm phải không? Thực sự là con đi vào nương mình đi cả buổi chắc con cũng đó rồi. Sáng qua xong thì làm cho con ấy cho miếng nước vào xong mình cho đổ vào đấy cho con ăn. Đi vào nương thì không thể nấu cháo mang đi theo được mình vì mình đi cả buổi ấy. Dọn tân tờ cái này bao nhiêu ở là 3 cân gạo. 3 cân này. 1 cân gạo. Có cho tiền để cho đèn 30.000 là sao nhỉ? 30.000 thôi á. Thì lấy tiền thì 30.000, không lấy tiền thì cũng tính cho 3 cân gạo. Vâng. Ít thôi. Tí xong chẳng qua là vì chắc cũng đi nhặt lại cái chỗ bây giờ họ phu lại cái chỗ nào mà nó chưa chết thì thu gọn lại. Vâng. Chám qua chứ phải cho nước nhiều một tí phải không? Cho nước nhiều một tí xong con bó ra con mới ăn được chứ, nhưng mà con có ăn được cơm không? Có ạ. Đấy thì bé bó con cơm cho con ăn trước đây này cô bác ạ. Cái em hai bố con em già thì công việc không phải là không đi tìm đâu, mình cũng đi tìm nhưng mà do con nhỏ thế này thì dù đi kiếm được việc làm cũng khổ. Sơn rửa đâu nhiều đây, bé cháo đi chắc là đó thế. Sơn rửa lấy cái gì để lau mũ con này. Hai bố con em già đây cô bác, rồi bây giờ con cũng đang vội ăn cơm nhưng mà đây không có nước gì nhiều để mình rửa tay nữa nhở. Không có rồi. Chị lấy một chai nem la vi này đấy là đủ để chan cơm để ăn thôi. Bó ra con đi. Con tự bón không? Con tự bón hả giá? À đây, ăn cũng rất là ngon này. Đó rồi, ăn cái gì cũng ngon hết. Ngon không? Đi cả buổi rồi, em làm thì cũng phải xem đến giờ giấc phải cho con ăn cơm chứ. Vâng, con tự muốn ăn. Giờ này con cũng ăn cơm rồi, bây giờ này mình vừa trưa rồi đấy, lấy cái gì để cho con ăn đi. Hai bố con em cứ ăn cơm đi. Cô bác cái cảnh nhà chống con bây giờ vào bữa cơm trưa này cũng chỉ ăn thế này thôi. Hôm nay hai anh em mình cũng vào đây nhưng mà muốn thông báo cái tin vui. Hai anh cái hộp đồng đi đẩy cái nắp. Hai bố con em ra, đổ vào đây à? Đổ vào đây. Đổ luôn đấy.
sao mà mình không phải đi về nhà ăn cơm xong chắc nghĩ là mình làm xong mình mới về hay thế nào? Làm xong mới về. Nhưng mà sợ nếu không hết thì không được gạo nữa. Sợ là mình cũng làm không hết thì không được gạo. Chắc mình cũng cố gắng em làm cho nó bỏ cho con trong hôm nay cho tháng. Hết luôn hả? Pepe. Con cũng đang làm cơm. Bón ra ngay cho con ăn trước. Con đó rồi thì đây này. Cho nước vào. Bây giờ chỗ này đang dính gì ấy nhỉ? Em già đi về làm cái đổ mũ vào đi chứ. Sao mà buồn thế? Em có gì sao lại buồn? Hả? Em già. Nghe tin bảo về không về em mới không nhà về. Tức là em già kể ra là cô bác ạ, lúc có vợ ở ấy, lúc đó vợ đang ở với hai vợ chồng mình đi làm thì có một người trông con. Vâng. Thì nó sẽ đỡ hơn nhiều rồi. Giờ này thì không có vợ nữa. Không có vợ thì mình mà em mà mình trông nó có thì khổ quá. Đây này em già nghĩ này, ra cái thời xa quá. Trước kia lúc em cái vừa vào thì thấy hoàn cảnh tuy rất là khó khăn nhưng mà có vợ ở bên cạnh, có người để trông con thì nó sẽ đỡ hơn nhiều rồi. Giờ này chắc mình nghĩ lại bây giờ vợ thì cũng đang như thế đấy. Nghĩ lại cái lúc đấy thì cũng rất là khổ, buồn đấy. Em già cũng là đau lòng đau khóc rồi cô bác ạ. Thôi em ạ, đừng có khóc bây giờ. Cái gì đã đi, kiểu gì, như cái gì mà đã mất rồi không phải của mình nữa, nó thật. Những người mà kiểu đã đi rồi thôi, không phải đợi nữa nhá. Cố gắng để ăn cơm đi, em ăn cơm đi. Mình cứ cố gắng để đi làm ở đâu ấy, xong cứ đưa con đi theo thôi. Mình cũng chấp nhận cái số thôi, bây giờ mình không biết làm thế nào các bác ạ. Khổ lắm, bây giờ chắc là em đang nhìn ra cái cảnh. Ngon lắm, ngon lắm. Hai người mình vào đến đây ấy, thì nếu mà giờ này có vợ thì đi làm. Thì vợ cũng sẽ lấy cơm để đi mà có người để trông con. Nó sẽ ấm hơn. Đưa cơm cha với nước lá ở nương đi làm thuê nhá. Một buổi đây này. Đi em đi làm thì họ không nuôi cơm, mình tự mang cơm đi phải không? Vâng. Tự lấy cơm đi theo. Con thì cũng đó rồi. Đó cho con ăn đi. Bây giờ cái hôm nay hai anh em mình vào thì thực sự là mình cũng không biết là nghe giúp đỡ hạnh của con em ra thế nào. Chị làm cái cầu nối kiểu như là cũng chia sẻ cho cô bác biết đến thôi, mà thực sự những bức cảnh như thế này có khi như hôm anh em không vào đây em già còn đi làm nhiều hơn, hoặc là có thể mình đi xa đôi lúc là lúc nào mình đi làm thuê kiểu như sang bên khu người giấy họ thuê mình gặt lúa thì lúc đó có cũng con đi được không? Có vẫn có nhé. Nhưng mà mình cũng còn đi, liệu là họ có nhận người mình, họ có cho mình làm không? Không cho mà, nhưng mà mình được tự ý họ thì được nhiều. Tuy mình họ nhận mình làm nhưng mà mình có mình có hai người họ thì một người. Mình vừa làm vừa về trông con đấy thì người ta tính là tiền sẽ ít hơn so với người chăm chỉ một mình một thân mà đi làm ấy. Thì mình thực ra mình có con nhỏ rất là vướng. Thật vướng nhiều chú là mình vừa đi làm lúc xong con lại khóc nhè. Đúng rồi. Xong rồi cứ về giấu con nữa. Vâng. Đây nha cô bác ạ. Dù em già đang dự tính gọi là em già cũng là thanh niên, mình cũng rất là muốn đi tìm được cái chỗ công việc nào ổn định, kiểu như là đi làm thuê tầm 1-2 tháng để kiếm tiền, nhưng mà do con nhỏ nên thì không biết là gửi cho ai này, không có ai để trông hộ mình đâu. Đấy là con của mình, dùng máu thịt của mình, thì dù mẹ thì mẹ cũng chỉ trông như hôm nào mà mẹ dành thôi, mẹ cũng có công việc riêng của gia đình mẹ nữa. Thôi bây giờ hai bố con ăn cơm xong này, nếu mà giờ này trường cũng đang nóng ấy, nóng quá thì mình cũng đưa con đi về xong đi tắm rửa đi. Ăn mặt con như thế này đưa vào nương xong thì nó sắp có xong chưa? Sắp xong rồi. Sắp xong rồi à? Vâng, anh cao su này làm một tí ở dưới kia này hết. Cố gắng về làm một lúc nữa thì xong về thôi phải không? Vâng. Đưa con về xong rồi tắm rửa cho con nhá. Vâng. Ui. Con của em già cũng vừa bị ốm xong ra viện về, kiểu như là cũng uống thuốc, cũng hợp thuốc. Thực sự là cái hôm đấy em cái không đi được, nhưng mà bí thư già đi cho mua thuốc về cho con ăn. Con uống xong bây giờ con viên hỏng kiểu như con không có đần nữa phải không?
không có. Không ho đấy phải không? Không ho. Thế cái nó nghịch ngợm nhiều rồi. Mua cái thuốc kia mua lại đắt nó vui hơn. Bị khó, nó khó nhanh. Nó khó nhanh. Vâng. Mua thuốc phải đi khám thì người ta mới biết là cho thuốc gì em khỏi. Còn không cứ thế mà đi mua thì không biết bệnh gì à. Lúc mình thuốc thang cái kiểu thì đi khám bác sĩ người ta mới biết ta. Ui dù. Thế bé ăn, em ăn đi, em cố gắng ăn xong thì đấy. Để bé ra đây này, lo đi. Bây giờ lại không thích nghe em cái bé rồi, chắc bố nó trông quên rồi thì hay đấy. Thôi em, thế em cứ ăn cơm đi. Vâng. Cố ăn hết xong thì ấy. Nếu mà làm thì cố làm nốt xong về, nếu không làm thì giờ này cũng muộn rồi thì về đi. Về xong tắm rửa cho con này, đi giặt quần áo cho con nhá. Cô bác ạ, thì cái chú Nương em già này bảo là làm từ bên kia về. Còn một ít ở đây thôi, chắc là còn một ít chút chú này ấy. Mình cứ gon lại như thế này xong thì đốt lại một lần nữa thì họ có thể để trồng rau hoặc là có thể trồng cái loại hạt giống khác ấy. Rồi chấp nhận thôi, vì hôm nay mình cũng tính, em già cũng tính là không đi làm thì cũng không có cái miếng cơm để ăn. Đi làm hết cái này thì chỉ có 3 cân gạo thì cũng được cô bác cũng hỗ trợ, cái quý mình cũng có rồi, vẫn mua vào rồi. Nhưng mà em già bảo là tiết kiệm ấy, mình cũng không làm dành thì cứ làm, nó kiếm được đồng nào hay tiền đồng đấy thôi cô bác ạ. Thế ăn cơm xong về cho em. Em sẽ về đâu, em đang làm cái này xong rồi em đã bởi em về chứ này. Tức là em sẽ cố gắng làm cho nó hết cái chỗ này xong em mới về á. Thế thì anh mượn cái ô này cho em này, của anh quay phim. Nhưng mà tí thì em giữ xong rồi điệu con làm hoặc là thế nào thì tí về còn có cái mà dùng để chê nắng nhé. Thôi chê nắng. Thế à, cô bác hôm nay anh em mình cũng về thông báo cho hai bố em ra. Chúng bảo là hai bố con về chưa, nhưng mà em già bảo là cố gắng làm lúc xong mới về, nó còn một ít thôi. Giờ này còn em cái với bí thư già mình cũng bận đi vào chỗ khác nữa thì không thể giúp em già được cô bác ạ. Vì mình vào đây chỉ vào tầm khoảng 1-2 tiếng thôi, mình cũng bận đấy, mình đi vào nơi khác nữa thì hai bố con già dọn nốt cái này thì thế về sau nhá. Chắc là bây giờ em cái bí thư già cũng đi về thì em cái cũng xin phép dừng video tại đây ạ. Xin chào quý khán giả ở cái video tiếp theo.